Sago Super 20EC là một sản phẩm thuốc trừ sâu chất lượng cao được thiết kế đặc biệt để phòng trừ rệp sáp hại cây cà phê và bảo trị hại điều, với thành phần chính là Chorifosmethi và các phụ gia dung môi. Đây là một giải pháp hiệu quả cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nơi mà cây cà phê và điều đóng vai trò quan trọng. Sago Super 20EC là một loại thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc và qua đường tiêu hóa, đặc biệt hiệu quả trong việc phòng trừ rệp sáp hại cây cà phê, bảo trị hại cây điều. Đặc biệt sản phẩm này giúp ngăn chặn sự phát triển của các loại sâu bệnh có khả năng gây hại nghiêm trọng đối với cây trồng, bảo vệ mạng sống và năng suất của cây trồng. Sản phẩm không chỉ là một sản phẩm chống sâu bệnh mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ và hiệu quả trong việc bảo vệ cây trồng, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Với cam kết an toàn và hiệu quả, sản phẩm đã được khẳng định vị thế trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Mọi thắc mắc, quý bà con vui lòng liên hệ đến 0776 400038, 0919 817 033.